Vâng, xin chào mừng quý anh chị đã đến với buổi livestream tiếp theo của công ty truyền thông Tùng Việt. Thì trước khi bắt đầu, tôi xin phép để kiểm tra cái vấn đề âm thanh và đường truyền mạng của chúng ta có ổn định hay không để chúng ta có thể bắt đầu vào cái buổi livestream ngày hôm nay. Thì không biết quý anh chị có nghe rõ Tình Cường nói gì không ạ? Dạ vâng, phiền chị Xuyến có thể confirm giúp em là mình có nghe rõ em nói không chị Xuyến? Vâng, tôi nghe rõ anh Cường ạ. À. Dạ vâng, cảm ơn chị rất là nhiều. Dạ vâng, thì thưa quý anh chị, hãy bắt đầu một buổi livestream mới về một giải pháp mới trong những cái chuỗi livestream liên tục của công ty truyền thông Tùng Việt, mang những cái giải pháp đặc biệt đến với những cái ngành nghề, những cái lĩnh vực khác nhau ở trong cuộc sống. Thì ngày hôm nay tôi rất là hân hạnh lại một lần nữa lại được ngồi đây. Và không biết thì quý anh chị ở đây có ai đã từng xem qua những buổi livestream trước kia của công ty truyền thông Tùng Việt chưa ạ? Thì ngày hôm nay, để cho các anh chị nào chưa biết thì tôi là Đình Cường, thuộc bộ phận phát triển công nghệ của công ty truyền thông Tùng Việt. Và hôm nay cùng với chị Ngọc Xuyến thì chúng tôi lại chia sẻ một giải pháp mới, đó chính là giải pháp quản lý nội dung từ xa, quản lý thông minh tại các bệnh viện. Và không để làm mất thời gian của quý anh chị nữa, tôi ngay sau đây sẽ xin mời chị Ngọc Xuyến bắt đầu chia sẻ luôn giải pháp này đến với quý anh chị. Xin mời chị ạ. Vâng, xin kính chào các anh chị. Tôi là Ngọc Xuyến và ngày hôm nay tôi rất hân hạnh có mặt tại buổi livestream này để được chia sẻ đến các anh chị những lợi ích cũng như là cách sử dụng về phần mềm quản lý nội dung từ xa cho bệnh viện là như thế nào. Tuy nhiên, trước khi đi sâu vào phần trình bày thì tôi cũng xin phép một vài phút giới thiệu đôi nét về công ty truyền thông Tùng Việt ạ. À. Dạ vâng. Chúng tôi, Tùng Việt Communication, là nhà cung cấp tư vấn về các giải pháp và thiết bị công nghệ tương tác, hiển thị hình ảnh uy tín và chất lượng cao tại Việt Nam. Được thành lập đã được 16 năm và đã có hơn 10 năm kinh nghiệm thực hiện trong nhiều lĩnh vực như là giáo dục, ngân hàng, bảo tàng, y tế, bất động sản, truyền hình, du lịch, khách sạn. Và đặc biệt là ngành y tế, được đánh giá cao về ý tưởng giải pháp, chất lượng thực hiện và tiến độ triển khai ạ. À. Như chúng ta được biết, những năm gần đây thì các bệnh viện đã chú trọng nhiều hơn đến việc coi bệnh nhân là khách hàng. Nên ngoài việc chăm sóc sức khỏe thì các bệnh viện đã đầu tư khá nhiều về dịch vụ và cũng như là cơ sở vật chất để tạo nên sự thoải mái, yên tâm hơn cho người bệnh. Tuy nhiên, tất cả thông điệp bệnh viện muốn truyền đi đều khá là đơn điệu, ít gây được sự chú ý và thường bị bỏ qua nên thường xuyên xảy ra việc hỏi đường nhiều lần hoặc là hỏi thông tin nhiều lần bởi những nhân viên y tế. Mà các nhân viên y tế thì luôn là bận rộn, áp lực công việc cao nên việc trả lời bệnh nhân hay người nhà bệnh nhân không phải lúc nào cũng kỹ lưỡng và kịp thời. Vấn đề đặt ra là cần một giải pháp toàn diện để truyền tải toàn bộ thông điệp này và giải pháp digital signage, giải pháp quản lý nội dung từ xa của chúng tôi hoàn toàn giải quyết được tất cả các bài toán trên ạ. Chúng tôi rất tự hào trong thời gian qua thì đã có được khá nhiều bệnh viện tin dùng về các giải pháp cũng như sản phẩm của chúng tôi, đặc biệt là giải pháp quản lý nội dung từ xa. Thì sau đây tôi sẽ trình bày vì đây là một giải pháp mang lại rất nhiều lợi ích và cũng như là hiệu quả về mặt truyền thông cho bệnh viện. Vâng, xin kính thưa các anh chị, như chúng ta đã biết về vấn đề xu hướng chuyển đổi và vấn đề truyền thông trong bệnh viện có rất là nhiều hình thức như là dán poster nè, băng rôn highlight nè, hoặc là truyền thông bằng những case study quảng cáo, hoặc là bảng mica, hoặc là bảng led ba màu và tivi sử dụng cho USB. Tuy nhiên, phương tiện truyền thông nào cũng sẽ có những cái ưu điểm và nhược điểm riêng của nó. Sau đây thì tôi xin phân tích sâu hơn về những cái phương tiện truyền thông. Ví dụ như chúng ta khi bệnh viện truyền thông bằng những cái poster dán thì cái ưu điểm của cái poster này thì rất là thông dụng và cũng như là dễ sử dụng. Việc in ấn và thiết kế cũng là rất là dễ dàng, chi phí thì rất là rẻ.
Tuy nhiên, nhược điểm thì hình ảnh sẽ không bắt mắt và khó thu hút được sự chú ý và quan tâm bởi người khác, cũng như là dễ bị rơi rớt nếu không cố định và dán chắc chắn. Tiếp theo là khi truyền thông bằng băng rôn á, thì ưu điểm luôn là đối với sản phẩm này thì sẽ là chịu được ảnh hưởng của thời tiết khi chúng ta treo ngoài trời và cũng rất là phổ biến và thông dụng. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ mất thời gian chờ đợi, in ấn và cũng như là tốn nhiều thời gian trong việc thay đổi nội dung. Ngoài ra, việc truyền thông quảng cáo bằng Sandy thì đối với Sandy thì tất nhiên là hình ảnh thì cũng rất là bắt mắt, gọn nhẹ và dễ di chuyển. Tuy nhiên thì nội dung ở trong Sandy thì sẽ luôn cố định, không thể thay đổi kịp thời và thay đổi theo cái mong muốn của mình, cũng như là cũng không chịu được gió mạnh và độ bền thì rất là thấp. Ngoài ra, khi chúng ta truyền thông hoặc là đưa những tin tức lên cái bảng Mika thì đối với bảng Mika thì tất nhiên là thông tin cũng dễ dàng nhận thấy và việc tháo lắp nó cũng sẽ là khá là đơn giản. Tuy nhiên, nhược điểm là nội dung cũng sẽ cố định và không thay đổi được. Hình ảnh và chữ thì cũng sẽ rất là dễ bị bay màu và độ bền sẽ không cao. Còn phần truyền thông về bảng LED 3 màu thì đối với bảng LED 3 màu thì có được cái ưu điểm hơn, đó là có thể hiển thị được chữ và số trên cái màn hình, chi phí thì cũng khá là rẻ. Tuy nhiên thì việc hiển thị nội dung thì không hiển thị được video hoặc là hình ảnh, nội dung text, chữ và số thì cũng không được sắc nét và cũng như là khó nhận thấy. Ngoài ra thì việc sử dụng TV gắn USB thì tôi thấy hiện tại cũng khá phổ biến ở các bệnh viện, tại vì TV thì mẫu mã sẽ sang trọng và có nhiều mẫu mã hơn. Việc hiển thị nội dung thì cũng đa dạng hơn như là hình ảnh, video, chữ. Tuy nhiên thì nhược điểm của chiếc TV này thì nội dung được truyền qua USB nên việc thay đổi nội dung cũng sẽ khó khăn hơn khi chúng ta sẽ tốn nhân sự đi tới từng cái TV để mà cắm rút USB và thay đổi nội dung. Đối với TV thì cũng không thể nào mà cùng một lúc trình chiếu nhiều nội dung trên một màn hình được ạ. Vâng, thì sau đây tôi xin mời các anh chị xem qua clip quản lý nội dung từ xa để chúng ta có thể là hiểu sâu hơn về cái giải pháp này ạ. Leeds Teaching Hospitals NHS Trust has a vision to reshape healthcare for patients from Leeds, West Yorkshire and the wider. Đây là phần khuôn viên bệnh viện. Chúng ta đang đi từ từ vào bệnh viện ạ. Bệnh viện thì khá là rộng. Đối với những khuôn viên bệnh viện này, chúng ta nên đặt một cái màn hình quảng cáo ngoài trời hoặc một cái màn hình LED để chúng ta có thể truyền thông cũng như là quảng cáo, quảng bá những cái hình ảnh hoặc là xây dựng hình ảnh của bệnh viện. Chúng ta có thể show những cái bản đồ của bệnh viện để người thăm khám bệnh có thể dễ dàng tìm đường hoặc là tìm đến cái phòng ban mà họ cần đến. Sau đây là chúng ta đi vào sâu vào sảnh bệnh viện. Như các anh chị đã thấy, màn hình được bố trí ở khắp nơi. Màn hình có thể được bố trí ở các hành lang để người thân cũng như là bệnh nhân có thể là check-in hoặc là quét mã QR để đăng nhập thông tin, thay vì chúng ta trước giờ là vẫn khai báo trên những cái giấy tờ phức tạp. On the next level, adult outpatient services will be centralized in a new home supported by key services like. Vâng, như chúng ta cũng được thấy, đó là màn hình quảng cáo được bố trí ở khắp nơi trong bệnh viện, tạo nên một cái sự chuyên nghiệp cũng như hiện đại cho bệnh viện. Clinicians and a patient consult via a digital link. Where appropriate, technology will support access to care. Ở một phòng xét nghiệm thì ta cũng nên bố trí một cái màn hình cũng như hoặc là phòng mổ để các y tá bác sĩ có thể cập nhật
thông tin bệnh nhân sắp bước vào phòng mổ, phòng xét nghiệm. The new maternity unit brings together inpatient maternity services on one side, adding a new dedicated midwifery unit to offer women more choice. These maternity proposals will be subject to formal consultation. Back out on level C, we move into the brand new Leeds Children's Hospital, an amazing new home for our world-class pediatric treatment and care. This will bring together our services for children. Màn hình được bố trí khắp nơi trên hành lang, nhìn khá là chuyên nghiệp và bắt mắt. Spaces for entertainment and play. It will be designed with patients and families in mind. Wards in the Leeds Children's Hospital will be family friendly with views of the outside. Single wards will offer privacy and space for parents to stay. Vâng, màn hình được bố trí trong phòng bệnh để bệnh nhân có thể xem tin tức hoặc là giải trí ạ. Moving outside, we turn to see the new car park on the left. This will provide 650. Vâng, và tôi cảm ơn các anh chị đã xem cái video lý thuyết cũng như là các anh chị cũng sẽ là hiểu rõ hơn về cái video là quản lý nội dung từ xa là như thế nào, đúng không ạ? Chúng ta có thể là kiểm soát và cũng như truyền tải tất cả các thông tin từ máy chủ, từ người quản trị đến tất cả các màn hình có tại các phòng ban, các điểm mà chúng ta có thể đặt màn hình. Và trước khi đi vào phần trình bày sâu về cái định nghĩa quản lý nội dung từ xa là gì, sau đây tôi xin chia sẻ về chức năng cũng như là lợi ích của giải pháp quản lý nội dung từ xa. Vâng. Thì phần mềm quản lý nội dung từ xa là một phần mềm được cài đặt trên thiết bị phần cứng, chạy hệ điều hành Windows hoặc là Android, được kết nối với TV, màn hình LED hoặc là màn hình quảng cáo thông qua sợi dây HDMI, giúp chia màn hình thành nhiều ô, nhiều vùng và có thể hiển thị cùng một lúc như là hình ảnh, video, tin tức, chạy chữ, thông báo, tin nhắn hoặc là thời tiết ạ. Tất cả mọi nội dung thì chúng ta có thể được lập kế hoạch trước, rồi sau đó cập nhật lên màn hình. Thì việc này sẽ giúp cho bệnh nhân, người nhà, công nhân viên, cán bộ y tế ở bệnh viện cập nhật được tin tức nhanh chóng và tức thời. Ngoài ra thông tin cũng sẽ được truyền đi đúng người, đúng đối tượng, đúng thời gian và đúng mục tiêu ạ. Giải pháp thì ngoài ra giải pháp quản lý nội dung từ xa này giúp cho cơ sở y tế dễ dàng quản lý các nội dung cần truyền tải đến bệnh nhân và người nhà bệnh nhân cũng như là nhân viên cán bộ y tế đang công tác trong bệnh viện. Việc giải pháp này giúp cho anh chị giảm thời gian chờ đợi, việc chia sẻ thông tin quan trọng liên quan đến sức khỏe, cung cấp tin nhắn khẩn cấp, giảm căng thẳng cho đội ngũ y tế, sắp xếp thông tin nội dung nội bộ quan trọng nhanh chóng. Thì như các anh chị cũng được biết, tất cả nội dung được điều khiển thông qua Internet và việc được quản lý bởi một phần mềm cài đặt trên máy tính chủ. Cách kết nối thì khá là đơn giản. Và cách hoạt động như thế nào thì phần sau anh Cường Kỹ Thuật sẽ chia sẻ sâu hơn để các anh chị có thể nắm bắt được thông tin cụ thể hơn ạ. Vâng, và sau đây là một cái minh họa thực tế để các anh chị có thể thấy được là giải pháp sẽ trình bày được nội dung gì. Việc trên một màn hình chúng ta có thể giới thiệu nhiều hình ảnh cũng như là video bệnh viện cùng trên một màn hình. Ngoài ra chúng ta có thể lập trước một kế hoạch phát quảng cáo theo từng đối tượng như là nam hoặc nữ, để cho cái màn hình chúng ta sẽ phát đi đúng đối tượng, ví dụ là nữ thì sẽ có những cái sản phẩm gì hoặc là nam sẽ có những cái sản phẩm gì để cho họ có cái sự thu hút hơn khi nhìn vào màn hình. Ngoài ra thì chúng ta có thể quản lý theo dõi được cái điểm nào phát hoặc là cái điểm nào đang tắt để nhắc nhở nhân sự mở màn hình lên và truyền thông tin đến cho người nhà bệnh nhân hoặc là bệnh nhân cập nhật. Sau đây là việc lợi ích của giải pháp quản lý nội dung từ xa mang lại gì cho bệnh viện ạ. Như chúng ta đã thấy,
Việc xây dựng hình ảnh là rất quan trọng đối với hầu hết tất cả các bệnh viện và cơ sở chăm sóc sức khỏe. Nếu anh chị muốn bệnh viện của mình luôn được là sự lựa chọn và quan tâm hàng đầu khi khách hàng nghĩ đến về chất lượng, dịch vụ khám bệnh và an toàn hơn, thì việc cung cấp những thông tin quan trọng bao gồm như là chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh, danh sách đội ngũ y bác sĩ nhiều năm kinh nghiệm, cũng như là hình ảnh trang thiết bị y tế hiện đại, thì sẽ giúp cho bệnh nhân hoặc là người nhà bệnh nhân cảm thấy là hoàn toàn tin tưởng và sẽ được ghi nhớ khi họ cần. Cái giải pháp thứ hai thì sẽ mang lại lợi ích như là giúp cho bệnh viện truyền thông nội bộ nhanh chóng và hiệu quả hơn. Việc bệnh viện là nơi vô cùng khá bận rộn, vì thế bằng cách nào đó thì chúng ta cần phải giúp cho các nhân viên y tế có thể tự động hóa trong việc giao tiếp với nhau. Thì vì thế việc sử dụng quy trình truyền thông nội bộ thông qua cái màn hình cho các màn hình trong bệnh viện để cung cấp thông tin cho đến cán bộ công nhân viên y tế nhanh chóng và hiệu quả thì rất là quan trọng. Ví dụ như anh chị có thể là phát thông tin lịch trực ban hoặc là giao ca, hoặc là cập nhật chính sách, đưa ra những thông điệp động viên cho cán bộ công nhân viên y tế, hoặc là truyền thông tin đi đến phòng ban hoặc là bộ phận nào đó. Hoặc là chúng ta có thể là khi cần cập nhật hoặc thay đổi thông tin tức thời á, thì chúng ta cũng có thể điều khiển từ xa được để cho các cán bộ công nhân viên y tế có thể nắm bắt được thông tin. Tiếp theo đó là cái lợi ích của giải pháp quản lý từ xa mang lại cho bệnh viện, đó là tăng doanh thu thông qua quảng cáo đối với bên thứ ba. Ví dụ như chúng ta có thể là được các đơn vị thứ ba như là nhãn hàng hoặc là công ty dược thuê để quảng cáo những cái thực phẩm của họ, những cái thực phẩm uy tín và chất lượng. Ví dụ như là siro em bé, hoặc là thực phẩm chức năng hỗ trợ điều trị, hoặc là những cái dược phẩm trị bệnh như là hoặc là canxi chẳng hạn. Thì việc mà chúng ta sẽ tăng doanh thu qua quảng cáo thông qua đơn vị được hợp tác với đơn vị thứ ba thì cũng tạo được cái lợi ích cho bệnh viện. Thứ tư đó là lợi ích nội dung từ xa sẽ giúp giảm thời gian chờ đợi và cũng như là tăng trải nghiệm của bệnh nhân. Việc trải nghiệm của bệnh nhân là vô cùng quan trọng, đúng không ạ? Anh chị mong muốn mọi bệnh nhân của mình cảm thấy có giá trị một cách nào đó, thì chúng ta phải phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và nhiệt tình hơn. Việc như là thay đặt những màn hình ở hành lang để bệnh nhân có thể là lấy số tự động, hoặc là đặt lịch khám online, hoặc là thanh toán online, thì việc này sẽ giúp cho bệnh nhân cảm thấy là vui hơn trong cái việc mà phải chờ đợi. Trong cái thời gian chờ đợi thì không có được hay, nên là chúng ta cần phải có những cái dịch vụ nào đó để giúp cho bệnh nhân, để giúp cho tăng trải nghiệm của bệnh nhân hơn ạ. Cái thứ năm đó là tăng chất lượng dịch vụ và chăm sóc khách, tăng chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng. Việc trải nghiệm của bệnh nhân là vô cùng quan trọng, đúng không ạ? Anh chị cần phải là chăm sóc khách hàng một cách nào đó để khách hàng cảm thấy là vui vẻ hơn và cũng như là thoải mái hơn. Việc giống như là việc lấy số tự động đi sẽ giúp cho khách hàng giảm thời gian chờ đợi. Không biết là mình hiện tại đang ở số mấy, hoặc là chúng ta có thể là gửi lời chúc trên một cái màn hình khi mà bệnh nhân sắp xuất viện. Dạ. Cái lợi ích thứ sáu đó là tăng tính an toàn và cũng như là cảnh báo khẩn cấp. Ví dụ như trong bệnh viện có một cái mối đe dọa nào đó hoặc là hỏa hoạn, thì chúng ta có thể thông báo lên màn hình để cho các bệnh nhân, người khám thăm khám sự bệnh và nhân viên y tế có thể nắm bắt tình hình kịp thời và cũng như là đi đến lối thoát hiểm. Dạ. Cái thứ bảy là lợi ích của cái màn hình quảng cáo là giúp cho việc
tìm đường dễ dàng hơn, chúng ta có thể hiển thị bản đồ thông qua cái màn hình để cho bệnh nhân được cập nhật các phòng ban và cũng như là đường đi dễ dàng hơn. Cái thứ 8 là giúp tăng hiệu quả cho truyền thông, việc truyền thông tin nhanh chóng thì cũng sẽ giúp cho bệnh nhân nắm bắt được những thông tin mà bệnh viện cần truyền đi là những gì. Ví dụ như hôm nay là lịch bác sĩ nào trực, hoặc là chúng ta có thể cập nhật thông tin theo ngày, theo mùa, theo tháng. Ngoài ra chúng ta có thể giúp cho bệnh nhân và người bệnh nắm bắt được thông tin kịp thời và chính xác. Vâng, và quản lý nội dung từ xa thì khi kết hợp màn hình đó thì chúng ta có thể sử dụng ở những khu vực nào? Và sau đây là một số khu vực mà chúng ta có thể sử dụng, như là khu vực sảnh lễ tân. Việc đặt màn hình ở khu vực sảnh lễ tân rất là quan trọng, vì màn hình có thể hiển thị được hình ảnh thông tin của bệnh viện. Ngoài ra chúng ta có thể cập nhật nội dung hình ảnh sẽ được thay đổi thường xuyên và không nhàm chán. Cái tiếp theo là chúng ta có thể là show mặt bản đồ trên cái màn hình để giúp cho việc các nhân viên y tế không phải bị hỏi đường, vì đôi khi thì các nhân viên y tế cũng khá là bận cho việc thực hiện công việc của mình. Cái tiếp theo chúng ta có thể là đặt ở khu vực hành lang. Ở khu vực hành lang này thì sẽ cung cấp bản đồ cho người bệnh chẳng hạn. Ngoài ra thì cung cấp các thông tin gói sức khỏe, chăm sóc sức khỏe. Chúng ta có thể thông báo tin tức quan trọng và hiển thị cách phòng chống chữa bệnh và truyền cảm những câu chuyện, những cái tin tức vui vẻ, truyền cảm hứng và lan tỏa đến những điều tích cực cho bệnh nhân. Cái thứ tư là khu vực phòng chờ và lấy số thứ tự. Ở đây thì khi mà bệnh nhân chờ đợi thì đôi khi người ta cũng khá là bực bội, cho nên ở đây chúng ta cần sử dụng những cái màn hình để cho nội dung, để cho bệnh nhân hoặc là người thăm khám chữa bệnh có thể giải trí bằng cách là người ta có thể xem trên màn hình, người ta biết được là cái thời gian khám chữa bệnh hoặc là các hoạt động ở bệnh viện và các tổ chức cho bệnh nhân cũng như là các buổi tư vấn về sức khỏe. Ngoài ra chúng ta có thể lắp đặt ở khu vực phòng khám. Việc hiển thị thông tin bác sĩ thì rất là quan trọng để cho bệnh nhân có thể là xem được là bác sĩ này là đã có nhiều năm kinh nghiệm hay chưa, để cho người ta cảm thấy có độ tin cậy đối với cái bệnh viện của mình. Ngoài ra mình có thể hiển thị thêm, cái màn hình có thể hiển thị thêm tên, số thứ tự của bệnh nhân trong việc đang khám bệnh, hoặc là việc tên bệnh nhân tiếp theo chuẩn bị vào phòng khám. Cái thứ tiếp theo nữa là chúng ta có thể lắp đặt trong khu vực phòng xét nghiệm. Một khu vực xét nghiệm sẽ là một cái kiến thức truyền thông khác nhau cho bệnh nhân, cũng như là nơi chia sẻ màn hình hợp tác quảng cáo đối với bên thứ ba. Ngoài ra chúng ta có thể thông tin thời gian trả kết quả xét nghiệm. Tiếp theo là khu vực phòng bệnh. Ở khu vực phòng bệnh này chúng ta nên lắp đặt một cái màn hình để cho bệnh nhân có thể là trong thời gian nghỉ ngơi, bệnh nhân có thể là giải trí cũng như là thư giãn bằng cách là vừa xem chương trình TV, vừa nghe nhạc chẳng hạn, hoặc là xem thêm các thông tin về dịch vụ của bệnh viện, thông tin về bác sĩ. Màn hình trong phòng thì được chia sẻ thành nhiều ô khác nhau, thì việc truyền tải nhiều thông tin cùng một lúc thì cũng giúp cho bệnh nhân có thể là cập nhật nhiều thông tin cùng một lúc được ạ. Cái tiếp theo đó là chúng ta có thể lắp đặt trong phòng bác sĩ hoặc là phòng cán bộ y tế. Ở đây màn hình chúng ta có thể là thông báo cho nhân viên về thủ tục an toàn y tế và hiển thị cập nhật. À,
có lẽ như là đường truyền của chị Ngọc Xuyến đang có một chút vấn đề. Thì ngay sau đây tôi sẽ tiếp tục thay cái phần của chị Xuyến. Rất rất xin lỗi quý anh chị ạ. Rất xin lỗi vì quý anh chị vì có một chút rắc rối trong quá trình diễn ra này. Ngay sau đây tôi sẽ xin phép chia sẻ lại màn hình để cho quý anh chị có thể tiếp tục được cái quá trình của chúng ta sẽ không bị đứt quãng quý anh chị nhé. Rồi thì không biết là quý anh chị có thể thấy được cái xem màn hình của tôi chưa ạ? Thấy được nha Cường ơi. À, dạ vâng, cảm ơn anh. Thì như lúc nãy chị Xuyến đã nói thì những màn hình này có thể đặt được ở trong những cái phòng của bác sĩ hoặc là cán bộ y tế, giúp cho cái việc thông báo cho nhân viên về thủ tục an toàn y tế này, về thông báo về những cái sự kiện này, thông báo hiển thị cập nhật về những cái chính sách làm việc và những cái phương pháp điều trị mới. Thì những cái chị thấy thường ở trong những cái phòng cán bộ y tế sẽ có một cái bảng, một cái bảng để chúng ta có thể update được cái lịch trực của các y bác sĩ, đúng không ạ? Thì ở trong cái, thay vì chúng ta phải viết bằng tay những cái bảng lịch trực như thế, thì bây giờ chúng ta đã có giải pháp digital signage của công ty Tùng Việt sẽ thay thế cái bảng này. Nó sẽ giúp tiết kiệm thời gian hơn rất là nhiều, và nó sẽ làm cho cái phòng của bác sĩ hoặc là cán bộ y tế của chúng ta trở nên sang trọng và xịn sò hơn hẳn. Và những cái màn hình này còn có một tác dụng khác là có thể sử dụng để hiển thị, để đào tạo, hiển thị những nội dung để đào tạo nhân viên, phối hợp những cái phòng ban với nhau. Và còn có thể thông báo cho nhân viên về các cuộc họp, về các trường hợp khẩn cấp và thông báo những thông tin mới. Và đặc biệt là những cái chính sách như là có thể chúc mừng sinh nhật một anh nhân viên A, một chị bác sĩ B, một chị điều dưỡng C nào đó ở trong tháng. Nó sẽ là một cái món quà tinh thần rất là ý nghĩa và rất là giá trị, đúng không ạ? Vâng, ở nơi tiếp theo thì có lẽ là quầy thuốc. Thì cái này chị Xuyến đã có nói qua rồi. Thì, tiếp theo là căng tin bệnh viện. Thì căng tin bệnh viện là chúng ta có thể đưa những nội dung gì, có thể đưa những cái thực đơn bao gồm là món ăn, danh sách món ăn, giá cả, những cái thông điệp về vệ sinh an toàn thực phẩm cũng rất là quan trọng, đúng không ạ? Rồi những cái video giải trí như là cái cách mà chúng ta có thể chế biến và nấu nướng và phát những cái, thường những cái căng tin sẽ là nơi để mà người nhà bệnh nhân của chúng ta ngồi lại đấy để có thể giảm được một chút stress trong khi mà chờ đợi, nạp thêm một chút năng lượng. Thì những cái phim truyền hình giải trí mang lại một chút niềm vui nhỏ nhỏ cho những người nhà, cho những bệnh nhân sẽ là một cái động lực rất là lớn cho những nhân bệnh nhân và người nhà bệnh nhân khi đến với bệnh viện của chúng ta. Tiếp theo đó là khu vực thang máy. Thì ở trong khu vực thang máy, cái khoảng thời gian mà chờ đợi thang máy thì chúng ta cũng không nên bỏ sót cái khoảng thời gian này. Làm sao để có thể đưa thông tin được tới bệnh nhân và người nhà bệnh nhân và các mọi người khác đúng người, đúng thời điểm, nhanh nhất có thể. Thì cái màn hình lắp đặt ở khu vực thang máy cũng rất là quan trọng.
nó sẽ phát được cái nội dung quảng cáo đến cho những người mà đang chờ thang máy ở bên ngoài thang máy hoặc là ở bên trong cả thang máy nữa. Và những cái loại màn hình nào mà chúng ta có thể sử dụng được cái giải pháp Digital Signage này dành cho bệnh viện thì rất rất những nhiều những loại màn hình. Và ngay sau đây thì các anh chị hãy cùng tôi tiếp tục theo dõi để biết được là những cái loại màn hình nào để chúng ta có thể áp dụng cái giải pháp này nhé. Đầu tiên, một cái tivi, đúng rồi ạ, rất là cơ bản, rất là basic. Thì như chị Xuyến đã giới thiệu lúc nãy, thì chúng ta có thể kết hợp tivi được đối với cái phần mềm quản lý nội dung từ xa Digital Signage này. Nó rất là đơn giản, rất là dễ dàng. Và đơn giản, dễ dàng như thế nào? Lát nữa, hãy cùng tôi theo dõi, tôi sẽ hướng dẫn cái cách để có thể sử dụng tivi. Và thêm một vấn đề nữa, đó là cái tivi này thường thì chúng ta đã có sẵn và nó sẽ tiết kiệm được chi phí rất là nhiều. Nó không phải đầu tư chi phí quá là lớn để chúng ta có thể đầu tư những cái màn hình quảng cáo chuyên dụng, mà hãy trưng dụng những cái tivi có sẵn tại bệnh viện của chúng ta. Tiếp theo, đó là một loại floor standing. Floor standing đó là màn hình quảng cáo đứng. Màn hình quảng cáo đứng thiết kế thì cực kỳ là sang trọng, có thể đặt ở rất là nhiều nơi, lối đi hoặc là chân cầu thang hoặc là cửa ra vào. Và nó làm tăng lên cái bộ mặt của bệnh viện của mình, nó sẽ trở nên đẳng cấp hơn rất là nhiều, đúng không quý anh chị? Một loại nữa, floor standing nữa, đó là màn hình quảng cáo chữ A. Thì cái loại này nó mỏng, nó nhẹ, nó giống như là những cái standee, nhưng mà nó lại hiển thị được nhiều nội dung, nó sinh động, nó hấp dẫn, và đặc biệt là nó dễ di chuyển. Và một loại nữa, đó là màn hình quảng cáo hai mặt. Đánh vào cái vấn đề làm sao có thể đưa được nhiều nội dung đến nhất có thể cho tất cả mọi người, khi màn hình quảng cáo hai mặt đáp ứng được điều đó, cả hai mặt đều hiển thị nội dung, tất cả những video, tất cả những hình quảng cáo đều chiếu vào hai mặt. Tức là các anh chị đi từ phía bên phải hoặc là anh chị đi từ phía bên trái đều thấy được nội dung quảng cáo, sẽ không bị bỏ lỡ. Một loại tiếp theo đó là floor standing di động, màn hình quảng cáo di động. Đặc biệt loại này có bánh xe anh chị ạ, tức là chúng ta có thể di chuyển bất kỳ đâu chúng ta thích, có thể đẩy tới, đẩy lui, đẩy ngang, đẩy dọc, rất là tiện lợi, đúng không? Tiếp theo đó là một loại là màn hình quảng cáo brochure. Màn hình quảng cáo brochure là gì? Nó vẫn là màn hình quảng cáo thôi quý anh chị, nhưng mà đặc biệt nó có thiết kế rất là thông minh, có những ngăn để có thể các anh chị có thể bỏ được những cái brochure, những cái thông tin, ví dụ như là những cái mẫu phiếu đăng ký. Tôi lấy ví dụ, bây giờ quý anh chị đặt một cái màn hình quảng cáo ở ngay trước cửa đi, đúng không? Thì bắt buộc thời điểm bây giờ tất cả những người đến với bệnh viện chúng ta bắt buộc phải khai báo y tế. Đâu phải ai cũng có smartphone, đâu phải ai cũng biết công nghệ để có thể khai báo y tế ở trên điện thoại di động. Vẫn phải khai báo y tế ở trên giấy. Thì màn hình quảng cáo brochure này nó sẽ đặt những cái tờ giấy mẫu khai báo ở trên đấy. Rất là tiện lợi để cho những người không có smartphone có thể khai báo y tế trực tiếp. Đặc biệt đó chính là floor standing outdoor, màn hình quảng cáo ngoài trời. Nó là một bước đột phá trong công nghệ hiển thị hình ảnh, có thể đặt được ở ngoài trời các anh chị ạ. Có thể chịu nắng, có thể chịu mưa. Những cái màn hình ở ngoài trời chúng ta thường thấy thì rất là hiếm, nhưng mà đây đặc biệt floor standing outdoor đã làm được điều đó. Chúng ta có thể đặt cái này ở những nơi ra vào, ở trước bãi đỗ xe chẳng hạn, ở trước cửa, trước khi mà bệnh nhân, người nhà bệnh nhân hoặc là khách đến cái bệnh viện của mình để hướng dẫn, để cung cấp thêm thông tin, rất là đặc biệt, đúng không quý anh chị? Và tiếp theo thì chúng ta có màn hình quảng cáo thông dụng. Màn hình quảng cáo thông dụng là gì? Màn hình quảng cáo thông dụng là những chiếc màn hình được thiết kế riêng cho cái việc chỉ sử dụng cho quảng cáo thôi. Nó sang trọng, nó đẹp, và đặc biệt là độ bền nó cực kỳ cao. Nó không phải như những chiếc TV như chị Xuyến đã nói ngay lúc đầu, mà đặc biệt là nó có thể hoạt động được 24/7. Nó thiết kế chuẩn công nghiệp và nó được tích hợp sẵn phần mềm Digital Signage rồi.
và nó được tối ưu hóa tất cả về phần cứng và phần mềm để phục vụ cho một mục đích duy nhất thôi, đó chính là quảng cáo. Một loại màn hình nữa mà khi anh chị áp dụng cái này vào trong bệnh viện của mình thì bộ mặt của bệnh viện, cái đẳng cấp của bệnh viện mình nó sẽ nâng lên một tầng cao mới, đó chính là video wall hay là màn hình ghép. Các anh chị hãy tưởng tượng bước vào một cái sảnh bệnh viện, một cái màn hình to, rất là to, nó lên tới khoảng 300-500 inch chiều, tôi xin lỗi, tôi không tính inch nữa, mà nó phải tính bằng mét vuông, 7, 8, 9, 10 mét vuông chẳng hạn. Và những hình ảnh trên đó thì nó sắc nét hơn màn hình LED rất là nhiều. Nó xịn, nó đẹp và cái viền của nó cực kỳ mỏng. Đó chính là những cái đẳng cấp mà Video World màn hình ghép mang lại khi các anh chị sử dụng nó, áp dụng nó vào trong bệnh viện của mình. Tiếp theo, trong cái loại màn hình ghép này thì chúng ta có chia ra rất là nhiều loại. Đó là màn hình ghép nghệ thuật này, màn hình ghép thông thường, hoặc là màn hình có thể ghép cong thành hình tròn cũng được. Nó bất biến, nó đa dạng, nó nhiều mẫu mã, nhiều chủng loại. Và đặc biệt là nó sẽ tạo nên một cái hình ảnh mà khi mà bệnh nhân bước vào bệnh viện chúng ta sẽ cảm thấy là à, tôi chọn bệnh viện này là đúng, tại vì nó đẳng cấp. Tiếp một loại màn hình nữa, đó là chính là màn hình LED. Màn hình LED thì chia ra là màn hình LED trong nhà hoặc là màn hình LED ngoài trời. Về cái tên thì cũng đã nói lên được cái đặc điểm của nó rồi, đúng không ạ? Chia ra làm hai loại, trong nhà và ở ngoài trời. Ngoài trời thì có thể chịu được những cái điều kiện thời tiết như là nắng, mưa, gió, bụi, vân vân. Và đặc biệt với cái màn hình LED này thì ưu điểm của nó là gì? Đó chính là cái thiếu duy nhất của quý anh chị chỉ là diện tích lắp đặt. Còn nó có thể to, dài, bao nhiêu tùy thích. Và nó cũng là một cái màn hình để có thể truyền đạt được thông tin tới một số lượng lớn, rất rất là nhiều người cùng một lúc. Quý anh chị có thể tưởng tượng ví dụ như là đặt một cái màn hình LED lớn ở ngay trước cổng bệnh viện thì tức là hàng triệu người hàng ngày đi qua bệnh viện của chúng ta sẽ có thể thấy được những cái chính sách đặc biệt của bệnh viện mình, những cái chính sách chăm sóc bệnh nhân của bệnh viện mình, làm sao để họ ghi nhớ được thông tin đó, và khi mà có chuyện không may xảy ra thì họ sẽ nhớ ngay tới à, bệnh viện này có chính sách rất là tuyệt, rất là đặc biệt, tại sao chúng ta không chọn bệnh viện đó. Đó cũng là một cách truyền đạt thông tin, đúng không quý anh chị? Một loại khác, màn hình mà chúng ta có thể tương tác được, đó là màn hình cảm ứng. Vậy thì màn hình cảm ứng tôi chia ra ở đây là theo hình dáng, màn hình cảm ứng chân trụ hoặc là màn hình cảm ứng hình chữ Z. Thì màn hình cảm ứng, cái đặc điểm của nó là gì? Nó sẽ giúp chúng ta có thể tương tác được với những cái nội dung có thể hiển thị ở trên màn hình. Ví dụ như là tôi muốn tìm đường đến khoa khám bệnh, tôi muốn tìm đường đến khoa cấp cứu, thì màn hình cảm ứng cung cấp được điều đó. Tôi muốn khai báo y tế, màn hình cảm ứng cung cấp được điều đó. Và đặc biệt, nó cũng rất đẹp, rất sang, rất xịn và rất mịn. Tiếp theo thì Touchscreen Mini tức là cái tên cũng đã nói lên tất cả rồi. Touchscreen Mini chỉ là một cái màn hình cảm ứng nhỏ thôi. Nó có thể đặt ở những vị trí nào, ví dụ như là bàn reception, bàn lễ tân, có thể đánh giá được thái độ phục vụ của nhân viên như thế nào, cái mức độ vệ sinh của bệnh viện chúng ta như thế nào. Nó cung cấp được rất nhiều thông tin, hoặc là có thể khai báo y tế, hoặc là có thể thế nào nhỉ, đặt lịch khám trực tiếp. Rất rất là nhiều những cái nội dung mà màn hình Touchscreen Mini có thể cung cấp đến cho bệnh viện của chúng ta. Một loại nữa đó là bàn cảm ứng thì nó là một cái bàn có thể cảm ứng. Vâng, đương nhiên rồi ạ. Và đặc biệt cũng như vậy thôi, nó cũng tương tác được những nội dung ở trên mặt màn hình, và chúng ta có thể có được rất là nhiều nội dung, set up được rất là nhiều nội dung ở trên này. Ví dụ như là khu vực giải trí dành cho các bé đến với bệnh viện này, hoặc là những cái thông tin mà chúng ta muốn đưa đến, hoặc là khai báo y tế, vân 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 vân, đăng ký lịch khám, vân vân. Rất là nhiều, tất cả những thứ cần tương tác thì màn hình cảm ứng đều có thể
sử dụng được. Tiếp theo về sơ đồ hoạt động. Thì về phần sơ đồ hoạt động này, chúng ta nó hoạt động cái giải pháp Digital Sanis này nó hoạt động như thế nào? Tôi sẽ tóm tắt sơ lược cho quý anh chị thấy. Đầu tiên, chúng ta cần có một cái máy tính. Một cái máy tính cấu hình cơ bản thôi, được đặt ở trụ sở, được đặt ở phòng IT, được đặt ở phòng marketing chẳng hạn, để có thể quản lý tất cả nội dung, để tạo tất cả những nội dung, quản lý tới những cái màn hình được đặt ở khắp nơi trong bệnh viện của mình. Tiếp theo chúng ta cần có gì? Đương nhiên là một đường truyền mạng, đúng không ạ? Một đường truyền mạng có thể là 3G, có thể là 4G. Và sau khi đã có đường truyền mạng rồi, ở đây tôi chia làm hai nhánh. Trường hợp 1, bệnh viện của quý anh chị đã có sẵn TV, thì để tiết kiệm chi phí, chúng ta chỉ cần lắp đặt thêm một cục Android Box đơn giản thôi vào cái TV đó là có thể sử dụng được cái giải pháp Digital Sanis. Và để tối ưu những cái lợi ích mà giải pháp Digital Sanis mang lại, thì tôi khuyến cáo quý vị nên dùng những cái màn hình quảng cáo chuyên dụng. Tại vì những cái lợi ích mà màn hình quảng cáo chuyên dụng nó mang lại, đặc biệt là không thể từ chối được, rất là nhiều những cái lợi ích. Và những cái màn hình quảng cáo chuyên dụng này đã được tích hợp sẵn phần mềm Digital Sanis do công ty Tùng Việt cung cấp. Và như vậy chúng ta cần có gì? Chúng ta có máy tính cộng đường truyền mạng cùng với TV lắp đặt Android Box hoặc là màn hình quảng cáo chuyên dụng. Thế là chúng ta đã có thể sử dụng được cái giải pháp Digital Sanis, một giải pháp rất là tuyệt vời, một công nghệ rất là mới, mang đến rất là nhiều những lợi ích đến cho bệnh viện của chúng ta. Và ngay sau đây, quý vị hãy theo chân tôi, hãy cùng tôi đi xem những cái trải nghiệm thực tế khi mà chúng ta sử dụng giải pháp Digital Sanis này nó sẽ như thế nào quý vị. Đầu tiên thì như tôi đã giới thiệu vừa qua, tôi đặt trường hợp là chúng ta đang sử dụng có sẵn TV, thì chúng ta cần những thiết bị nào? Một cái TV, một cái Android Box như tôi vừa giới thiệu và một sợi dây tín hiệu HDMI kết nối Android Box với TV lại với nhau. Như thế là chúng ta đã có thể sử dụng được cái giải pháp này rồi. Vậy thì rất nhiều những câu hỏi làm sao để có thể sử dụng được, có thể thiết kế được những cái nội dung ở trên phần mềm này. Thiết kế những cái nội dung này có khó không? Nó có cần phải những người designer chuyên nghiệp hay không? Thì ngay sau đây các anh chị hãy theo chân tôi để chúng ta cùng đi xem thử cái cách tạo nội dung ở trên phần mềm này như thế nào nhé. Thì như các anh chị thấy, đây chính là giao diện chính khi mà chúng ta tạo một cái nội dung mới ở trên đây. Thì nhiệm vụ của chúng ta ở đây là gì? Đó chỉ là chọn các hình ảnh, chọn các video và đặt nó vào vị trí phù hợp. Để các anh chị có thể dễ hình dung, thì ở đây tôi sẽ sử dụng một cái gọi là cái layout có sẵn đi, để các anh chị biết được là cái khu vực này tôi sẽ để hình ảnh. Bật mí cho anh chị luôn là khu vực màu xanh thì tôi sẽ để hình ảnh, khu vực màu đen thì tôi sẽ để video. Rất đơn giản đúng không ạ? Và bây giờ chúng ta hãy chọn các hình ảnh, kéo và thả cho nó đặt vào vừa cái khung của mình. Nhất ở đây một hình. Tiếp theo hình thứ hai, rồi hình thứ ba, các anh chị có thể thấy chúng ta có rất là nhiều thông tin có thể đưa đến cho bệnh nhân và các người nhà của bệnh nhân, hoặc là những thông tin truyền thông nội bộ của chúng ta nó đúng người và đúng thời điểm. Rồi một cái thông tin rất là quan trọng đó là những điều cần biết về vaccine COVID-19, đúng không ạ? Và đặc biệt các anh chị có thể thấy ở trên đây, khi mà tôi đang chọn những cái hình ảnh á, thì những cái hình ảnh này nó có chế độ xem trước, tức là chúng ta sẽ biết được chúng ta sẽ sử dụng được cái hình ảnh nào. Vậy là chúng ta đã có được 4 cái hình ảnh rồi.
cho một cái video để sinh động hơn nào. Một cái video rất là hấp dẫn. Rồi các anh chị hãy nhớ giúp tôi là nên sử dụng những video, tại vì hình ảnh động lúc nào cũng thu hút và gây được nhiều sự chú ý hơn với người xem, quý anh chị ạ. Và như các anh chị có thể thấy, tôi đã hoàn thành xong được một cái nội dung quảng cáo rất là đơn giản nhưng mà nó đẹp, nó xịn. Và các anh chị có thể thấy ở trên đây thì tôi đang sử dụng các hình ảnh của bệnh viện FV. Bệnh viện FV số 6 Nguyễn Lương Bằng, quận 7. Và tôi không phải là marketing cho bệnh viện FV đâu ạ. Đây là một đối tác của công ty truyền thông Tùng Việt đã từ rất lâu rồi và vẫn đang sử dụng sản phẩm công ty Tùng Việt ngày qua ngày. Và sau khi chúng ta đã hoàn thành được cái nội dung này thì chúng ta hãy đưa nó lên trên màn hình như thế nào? Các anh chị hãy cùng tôi. Public. Rồi chúng ta hãy chọn cái nội dung, chọn cái player, chọn cái thiết bị của chúng ta đặt ở khu vực nào đó. Thì ở đây tôi đang chọn một cái bảng thông báo. Và đến bước phê duyệt cuối cùng, complete, là approve this content. Và như anh chị thấy ở trên đây thì có một cái thanh gọi là thanh tiến trình, một thanh process. Thì khi cái thanh tiến trình này nó đạt được 100%, tức là chúng ta đã upload thành công cái nội dung này đến với màn hình tại các vị trí mà chúng ta đã đặt. Vâng, và tiến trình nó đã xong thì các anh chị ngay lập tức hãy theo chân tôi xem thử cái màn hình mà tôi đang đặt ở cái vị trí ở ngoài thì nó sẽ hiển thị như thế nào, quý anh chị nhé. Vâng, thì như quý anh chị thấy ở trên đây thì khi bắt đầu, khi nội dung chưa xuống tới thì nó sẽ hiển thị là một cái hình nền màu xanh. Và rất nhanh thôi, một vài giây nữa thôi thì đây rồi. Vâng, nội dung tôi vừa thực hiện xong đã upload ngay lập tức, chỉ một vài giây, rất là nhanh chóng đúng không ạ? Chúng ta chỉ cần ngồi một chỗ, click chuột là tất cả mọi màn hình, tất cả mọi nội dung đã được gửi cho tất cả các màn hình ở trong khuôn viên bệnh viện hoặc là những cái bệnh viện chi nhánh trên cả nước. Tôi nhấn mạnh luôn là trên cả nước với quý anh chị. Vậy nên những cái lợi ích mà Digital Signage, giải pháp quản lý nội dung từ xa dành cho những bệnh viện, nó mang lại rất là nhiều. Và để thuyết phục quý vị hơn thì ngay sau đây tôi sẽ nhường lời lại cho chị Ngọc Xuyến để chị ấy sẽ nêu ra những cái case study, những cái khách hàng mà chúng tôi đã thực hiện, chúng tôi đã làm thực tế và đến ngày nay họ đã sử dụng như thế nào. Thì xin mời chị Xuyến ạ. Chị Xuyến nghe rõ không ạ? Vâng, tôi nghe rõ rồi Cường ạ. Dạ vâng. Thì dạ. Chị Xuyến xem anh màn Cường hình. Vâng, anh Cường show hình ảnh lên giúp tôi nha anh Cường. Vâng. Vâng. Rất cảm ơn quý anh chị đã nghe phần trình bày của anh Cường, rất là thú vị và hay đúng không ạ? Và sau đây tôi xin trình bày một số cái case study cũng như là các dự án bên tôi đã lắp đặt cho một số bệnh viện như là bệnh viện Từ Vũ ạ. Đây là cái màn hình cảm ứng chân trụ khá được thông dụng ở các bệnh viện. Tiếp theo đó sẽ là bệnh viện Hoàng Mỹ. Vâng, em tôi xin lỗi đó. Tiếp theo đó sẽ là bệnh viện Nhiệt Đới. Bệnh viện Nhiệt Đới thì sử dụng một chiếc màn hình ghép video world khá là bắt mắt và hiện đại đúng không ạ? Tiếp theo đó là bệnh viện Hoàng Mỹ. Bệnh viện Hoàng Mỹ thì sử dụng một cái màn hình cảm ứng kết hợp với giải pháp quản lý nội dung từ xa để truyền thông cũng như là truyền tin tức nhanh chóng và hiệu quả hơn. Ngoài ra thì chúng tôi còn có lắp đặt cho bệnh viện Chợ Rẫy một số màn hình cảm ứng chân đứng. Tiếp theo đó là bệnh viện FV ạ. FV thì cũng là một đối tác mà khá lâu năm của Tùng Việt. Bệnh viện FV thì chúng tôi lắp đặt màn hình chân trụ. Ngoài ra thì chúng tôi có thêm là bệnh viện Thần Kinh Quốc tế. Thì ở bệnh viện Thần Kinh Quốc tế thì chúng tôi có lắp cho phía bệnh viện là màn hình cảm ứng. Các anh chị thấy màn hình được lắp ở trước sảnh khu vực quầy lễ tân khá là bắt mắt để cho khách hàng cập nhật được thông tin kịp thời.
Tiếp theo đó nữa là phòng khám gia đình. Phòng khám gia đình thì bên phòng khám lắp đặt một cái màn hình chuyên đứng để cập nhật thông tin cũng như là chính sách cho khách hàng có thể là thấy rõ hơn, đúng không ạ? Tiếp theo đó là thẩm mỹ khoa. Ở đây thì cũng là một chiếc màn hình chân đứng khá là bắt mắt, đúng không ạ? Dạ vâng. Và như các anh chị được biết thì hiện tại Tùng Việt rất là được khá nhiều bệnh viện và phòng khám tin dùng. Và tại sao bệnh viện lại chọn Tùng Việt và tại sao lại tin tưởng Tùng Việt đến như vậy? Tại vì chúng tôi luôn đặt chữ trách nhiệm trong hoạt động cũng như là luôn tận tâm đối với khách hàng. Ngoài ra thì công ty chúng tôi là một công ty chuyên ngành, đơn vị đi đầu trong công nghệ tương tác và hiển thị hình ảnh tại Việt Nam, luôn tạo và cập nhật xu hướng mới nhất trên thế giới. Với kinh nghiệm 16 năm trong ngành, chúng tôi hiểu được nhu cầu của khách hàng để tư vấn và đưa ra những sản phẩm phù hợp nhất. Ngoài ra, các sản phẩm của chúng tôi cung cấp đều là những sản phẩm chất lượng cao nhất của hãng nổi tiếng trên thế giới, với kinh nghiệm thi công nhiều công trình lớn và nhỏ trên cả nước. Ngoài ra thì năng lực của chúng tôi đã được khẳng định qua khá là nhiều dự án mà chúng tôi đã thực hiện. Việc chăm sóc trước và sau bán hàng sẽ là như nhau bất kỳ khi nào các anh chị và đối tác cần ạ. Ngoài ra, chúng tôi luôn có một cái đội ngũ kỹ thuật lành nghề, tay nghề cao và nhiều năm kinh nghiệm. Ngoài ra, đội ngũ kỹ thuật thì luôn trực hỗ trợ 24/7 để sẵn sàng tới tận nơi xử lý các sự cố trong suốt thời gian anh chị sử dụng. Việc hỗ trợ và tư vấn template cho khách hàng thì chúng tôi sẽ luôn nhiệt tình và tận tình và không phát sinh chi phí đâu ạ. Giá thành thì rất là hợp lý. Vâng. Và chúng tôi cũng rất cảm ơn quý anh chị đã dành thời gian quý báu của mình để xem cái live stream quản lý nội dung từ xa cho bệnh viện. Nếu anh chị có bất kỳ thắc mắc nào thì vui lòng comment dưới live stream hoặc là inbox vào fanpage Việt Nam Digital Signage để chúng tôi có thể làm trả lời những thắc mắc của các anh chị. Ngoài ra, anh chị có thể truy cập vào website màn hình quảng cáo 247.com hoặc tvc.vn hoặc vietnamdigitalsignage.com để biết thêm về thông tin cũng như là về các giải pháp. Vào thứ năm tuần này, ngày 30 tháng 9, chúng tôi cũng sẽ tổ chức một cái buổi live stream nói về giải pháp quản lý nội dung từ xa cho doanh nghiệp. Thì vào lúc 3:30 thì rất mong quý anh chị dành thời gian để đón xem ạ. Vâng, sau đây là phần chia sẻ về cái giải pháp của bệnh viện đã hết. Xin cảm ơn các anh chị.